Pau FC chia tay Quang Hải trước một năm. Chủ tịch Pau FC La Porte Frey nói trên La Rep de Pyrenees là Quang Hải đã chia tay đội bóng. Chủ tịch Pau FC Bernard La Porte Frey nói, chúng tôi đã thống nhất xong, Quang Hải ra đi tự do và sẽ sớm có bến độ mới. Cậu ấy chắc chắn không gắn bó với Pau FC. Cuộc chia tay của Quang Hải là không có gì bất ngờ. Lý do anh không còn được Pau FC tin dùng trong suốt thời gian qua, Pau FC để Quang Hải ngồi ngoài trong 9 trận liên tiếp ở lượt về, dù rơi vào cảnh đua trụ hạng. Chủ tịch Pau FC từng lý giải, "Chúng tôi rất muốn Quang Hải trở thành Messi của đội bóng. Tuy nhiên, cậu ấy đến một môi trường bóng đá mới và có sự đòi hỏi thể chất khốc liệt hơn Việt Nam. Thật sự không dễ cho Quang Hải hòa nhập tốt, nhất là cậu ấy không nói được tiếng Pháp và mới bắt đầu học tiếng Anh. Dù cậu ấy có người hỗ trợ thì cũng thật khó để giao tiếp với Quang Hải." Chủ đề về ngoại ngữ từng là một trong những yếu tố được nhắc đến trong hành trình xuất ngoại của Quang Hải. Bài học xảy ra với Đoàn Văn Hậu tại Hà Lan. Huấn luyện viên Janssen của Hibernian khen Văn Hậu nỗ lực nhưng yếu về ngoại ngữ khi không giỏi tiếng Anh. Với Quang Hải, trình độ chơi bóng được đánh giá tốt, nhưng thể hình và ngoại ngữ tạo ra rào cản. Từ phát biểu của Chủ tịch Pau FC có thể thấy Quang Hải gặp khó khăn về khả năng giao tiếp với các đồng đội và ban huấn luyện. Trường hợp không thể giao tiếp. Quang Hải bị hạn chế lớn trong lúc thi đấu khi không thể tiếp nhận thông tin chỉ đạo từ huấn luyện viên hoặc hỗ trợ các đồng đội một cách tốt nhất. Ở Pau FC, Quang Hải có quãng thời gian đầu tiên ấn tượng nhưng càng thi đấu thì càng đánh mất vị trí. Thời gian ra sân của Quang Hải ít dần đến mức từ việc vào sân cuối trận, sau đó không được vào sân và anh phải thi đấu cho đội dự bị ở giải hạng năm của Pháp. Huấn luyện viên Chusie nói về Quang Hải, chúng tôi đã trò chuyện với nhau, chia sẻ về khó khăn của Quang Hải tại Pháp. Quang Hải không được thi đấu thường xuyên do chưa đáp ứng được chưa hoàn toàn thích nghi được với yêu cầu của bóng đá Pháp, Quang Hải phải có niềm tin vào bản thân để tiếp tục nỗ lực và kiên trì. Quang Hải cần điều chỉnh để theo được tốc độ, kỹ thuật, lối chơi của bóng đá Pháp. Có những điều Quang Hải có thể làm tốt ở Việt Nam nhưng đến Pháp thì chưa chắc làm được. Huấn luyện viên trưởng Pau FC nói Quang Hải có năng lực nhưng phải tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với tất cả điều kiện chơi bóng ở châu Âu, bao gồm văn hóa và ngôn ngữ. Hợp đồng của Quang Hải và Pau FC đã kết thúc Messi Việt Nam cần cải thiện nhiều mặt nếu muốn trở lại League 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.